Lòng dạ đàn bà của Hồ Biểu Chánh, chương 1. Mặt trời trên lạnh, ngọn gió lao rao, dọc theo đường cái tắc đi Long Mỹ, lúa gần chín, nên trông ra ruộng có đám ửng vàng, có đám còn xanh lét. Ngàn mấy xóm, người ta thừa hứng cái cảnh trời chiều mát mẻ, nên lăng xăng ngoài đường, người thì chấp tay sau đít, bước chậm rãi, mắt ngó mông vô đồng. Kẻ thì ngồi giữa bên lề, mặt tươi cười, miệng nhai nhóc nhách, khúc thì rụm năm rụm ba, hỏi nhau lúa chúng ước mấy dạ một công. Chỗ thì con gái, con trai, chững, giỡn, chạy tứ tung, nói cười inh ỏi. Cái cảnh vui vẻ giường ấy, con người thảnh thơi giường ấy, mà sao trước nhà của ông hội đồng Lê Tấn Thành, cũng ở dựa trên khúc lộ này, lại vắng hoe, trong nhà lặng lẽ. Ngoài ngõ im lìm, hàng rào dưới xây gạch, trên song sắt, chạy dọc theo đường, bị cỏ mọc che khuất nhiều khúc, coi chẳng khác nào hư. Cái cửa ngõ sắt, một cánh mở hé, còn một cánh thì khép hoài, nên chốt bị sét đóng, xô mở không nổi. Trong sân thì kiện vật ê hề, nhưng mà mấy hàng cây tay trồng dài theo đường đi, không săn sóc, không tỉa nhánh sửa lá, nên bụi bặm rịt tản lan. Bụi ngã xiên ngã xó, mấy chậu kiện không tưới nước, không bát sâu, nên chậu nứt đất bày rễ, chậu bung lá khô gốc. Cái nhà rộng lớn đồ sộ, giá cất đến bạc muôn, mà cửa đóng bì bịt, thềm đầy lá khô, trông ra thì đã biết, đã lâu rồi chủ nhà không tiếp khách. Thình lình có một cái xe hơi thùng kiến còn mới tinh, ở Long Mỹ chạy ra đậu ngay cửa ngõ ông hội đồng thành. Anh shipper mặc đồ tây vàng, đội kết vàng, đi giày trắng, nhảy xuống mở cửa xe rồi đứng nép một bên, bộ cung kính người đi xe lắm. Trên xe thủng thẳng bước xuống một cô, mặc áo quần lụa màu trứng gà, đầu choàng khăn sạt cũng màu trứng gà, vai mang cái choàng tơ màu xám thiếp. Cô chạc chừng 30 tuổi, gương mặt tròn trịa, nước da trắng trong, má bầu mà lại ửng hồng, mày vòng nguyệt mà lại nhỏ rứt, răng trắng mà khít rịt, môi mỏng mà đỏ ao, miệng vui vẻ tươi cười, mắt long lanh chói sáng. Bước xuống xe rồi, cô thủng thẳng một lột cái áo choàng mà liệm vào xe. Mùi dầu thơm bay ngọt ngào, con tỳ nữ còn trong xe chụp lấy cái choàng ngồi mà xếp. Cô đứng ngó vô cửa mà nói rằng: phải cái nhà này rồi, mà thế chủ nhà đi khỏi hay sao, nên cửa đóng bì bịt vậy kìa. Trong a, xách cái bốp vô đây với cô. Con tỳ nữ ôm một cái cáp bốp da lớn, leo xuống xe mà đi theo. Cô mỹ nữ này bước vô sân, thích kiện vật tiều tụy, đường xá bịt bùm, cảnh xem vắng hoe, lòng bắt ái ngại. Cô thủng thẳng đi dọc theo trái nhà mà vòng vô phía sau, có hai con chó vàng nằm lim dim tại cửa sau, thấy dạng khách lạ thì tuôn ra mà sủa. Một ông già ở trần, lưng đen chạy, ăn trầu, miệng bô bô, bước ra là chó. Cô mỹ nữ hỏi có ông bà hội đồng ở nhà hay không, thì ông già đáp rằng: thưa, có một mình bà tôi ở nhà, ông tôi ở trên Sài Gòn. Cô mỹ nữ theo ông già vô nhà sau, rồi bắt đó đi thẳng ra nhà lớn. Cô vừa bước chân lên thềm thì la lớn rằng: bà hội đồng ở đâu? Có khách xa tới xin cơm đây nè. Cô vừa bước vô và nói và cười ngất. Bà hội đồng đương nằm tại bộ ván giữa cửa. Bà giật mình lồm cồm ngồi dậy. Cô gái lớn của bà là cô Kim Lan, 14 tuổi, ngồi theo một bên đó, cũng buông cây kim, ngước mặt lên ngó. Bà hội đồng vùng la: ủa, cô Tư, vậy mà tôi tưởng là ai đâu chứ. Cô đi đâu xuống tới dưới này, mạnh giỏi ha. Cô mỹ nữ ấy cười mà đáp rằng: ờ, tôi xuống thăm chị chứ đi đâu. Tôi mạnh giỏi luôn luôn, còn chị làm giống gì mà ốm dữ vậy? Chị đau hay sao? Anh hội đồng đi đâu mà đóng cửa bì bịt vậy? Bà hội đồng nghe hỏi tới chồng thì đổi sắc, bộ buồn bực lắm và thở ra mà nói:
Từ hồi làm hội đồng tới giờ, cứ đi đeo ở trên Sài Gòn hoài, có ở nhà đâu. Bà hội đồng tên là Kim Điệp, năm nay được 35 tuổi, hồi còn xuân xanh, bà là một cô gái vừa có sắc, vừa có hạnh, mà lại cha mẹ có tiền nhiều. Bởi vậy, những con nhà giàu, những người có học thức, ai cũng trầm trồ gấm ghé. Lúc nhỏ, cô Kim Điệp học tại Nhà Trắng Sài Gòn, tới 19 tuổi mới thôi học, mà lấy chồng. Cô ở với ông hội đồng Lê Tấn Thành, có 3 đứa con. Một đứa con gái tên Kim Lan, 14 tuổi, đứa con trai tên Tấn Đức, 10 tuổi, và một đứa con gái út tên là Kim Cúc, mới 4 tuổi. Còn cô mỹ nữ tới thăm đây tên là Thanh Thủy, vốn là chị em bạn học với bà hội đồng. Hồi 18 tuổi, cô lấy chồng là một quan lương y bổn quốc, có danh ở Sài Gòn, đến 25 tuổi. Rủi chồng mất, cô không có con mà có của. Cô mới mua một cái nhà thiệt đẹp ở đường Mayer, trước có sân rộng, hai bên có trồng cây mát mẻ, mà ở với một đứa cháu gái tên là Thanh Bạch. 15 tuổi rồi mua hột xoàn đi lục tỉnh bán chơi, không thèm lấy chồng khác. Tuy hai cô Kim Điệp và Thanh Thủy lớn lên có chồng mỗi người ở một nơi, nhưng mà tình chị em vẫn còn thân thiết, nghĩa đồng song vẫn còn mặn mòi như xưa. Từ ngày cô Thanh Thủy đi mua bán hột xoàn thì cô thường ghé thăm cô Kim Điệp. Dù có năm rồi, miệt rạch giá Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thiên hạ bị khẩm bách nặng nề, ít mua hột xoàn, cô không xuống mấy tỉnh này nên cô không có ghé. Cô Kim Điệp thấy có khách mới sai con kêu trẻ ở nhà mà biểu đi đốt đèn, trải chiếu lăng xăng. Cô Thanh Thủy ngồi nói om sòm, hỏi lia lịa một hồi, rồi nói rằng: mới năm ngoái với năm nay tôi không xuống miệt này nên không gặp chị. Bây giờ tôi coi sao vóc chị ốm nhiều mà sắc lại buồn lắm vậy chị. Vì tôi buồn việc nhà nên tôi hư lung lắm. Ôi, việc nhà hơi đâu mà buồn. Cuộc kinh tế khủng hoảng này lâm nguy cho thiên hạ hết thảy, chứ phải có mình chị hay sao mà chị buồn. Đừng có buồn giống gì hết, lên Sài Gòn chơi, lên ở nhà tôi uống thuốc. Tôi coi chị ốm lắm đa, phải uống thuốc mới được. Cô Kim Điệp nghe mấy lời thì cô ứa nước mắt rồi chậm rãi đáp. Cái phần của cô sung sướng, cô tưởng ai cũng như cô vậy hết, nên việc gì cô tính nghe cũng dễ như chơi được. Phải tôi mà được như cô thì nói gì. Trời ơi, bây giờ chị này chỉ phân bì với tôi chứ. Phận tôi quá bụa không con, ở trọi trọi một mình. Còn chị thì có chồng, làm tới mức chức đại biểu của dân, danh giá lừng lẫy, có con gái con trai đủ hết, lại có nhà cửa lớn, ruộng đất nhiều nữa, mà chị trở lại phân bì với tôi chứ. Tôi biết rồi, chắc anh hội đồng chơi bời mắc nợ mắc nần, làm cho chị cực lòng chứ gì. Phải vậy hay không chị hai? Chuyện nhà của tôi nói không hết được. Ủa, mà trời đã tối rồi, tôi quên biểu bày trẻ no cơm nước cho cô chứ. Kim Lan à, con xuống biểu bày trẻ bắt vịt làm thịt, đặng dọn cơm riêng cho dì con ăn, nghe con. Trời ơi, tôi đói bụng mà đợi làm vịt, rồi chừng nào mới có cơm ăn? Không sao đâu, làm một chút thịt rồi. Lâu gặp cô nên gặp tôi mừng quá, tôi bắt cô ở lại đây, tôi không cho đi. Bắt ở lại chi vậy? Chị em lâu gặp nên nói chuyện chơi. À à, tôi tưởng chị bắt ở đặng làm bé ảnh nữa chứ. Tôi nói trước cho chị biết, cái đó không được à. Ảnh thiệt kỳ quá. Từ ngày nhà tôi mất, khẽ ảnh gặp tôi là ảnh theo chọc ghẹo tôi hoài. Cái tánh vậy đó đa, thấy ai cũng muốn hết, chứ chi mà được cô. Là chị em thì tốt lắm. Ngặt é, chị khéo nói thì thôi, ai mà chịu vậy nà. Cô Thanh Thủy và nói và cười ngất. Ăn cơm tối rồi, cô Kim Điệp cầm cô Thanh Thủy ở lại ngủ. Từ ngày ở Nhà Trắng, hai chị em phân rẽ nhau tới nay, chẳng có dịp nào mà được gần gũi nhau cho nhiều giờ nhiều ngày. Hôm nay nhà vắng vẻ, đêm im lìm, ngoài sân gió bấc thổi lao rao,
Trong vườn bóng trăng soi vằng vặc, hai chị em nằm chung một ván to nhỏ tâm sự với nhau. Nhờ cái dịp ấy, cô Thanh Thủy mới hiểu cô Kim Điệp buồn rầu đến nỗi ốm là tại ông Lê Tấn Thành. Từ ngày đắc cử làm nghị viên hội đồng quản hạt, ông giao thiệp rộng, lên xuống Sài Gòn thường, rồi ông sẽ đám một cô mỹ nữ tên là Ba Huyền, 22 tuổi, nhan sắc thiệt là xinh đẹp mà tánh nết thiệt là lả lơi, mua một cái nhà tại Phú Nhuận mà ở với cô, sắm xe hơi cho cô đi chơi, mua hột xoạn cho cô trang điểm, ngày như đêm say sưa mê mẩn cùng duyên mới, không kể gì đến vợ hiền đức, con thơ ngây ở nhà. Cô Kim Điệp thuật hết mọi việc, rồi cô khóc tấm tức tấm tưởi mà nói thêm rằng: tôi không dè cái đời của tôi mà nó phải trêu cay nuốt đắng như thế này. Con gái lớn đương học tại trường đồng, hôm tháng trước tôi phải rút về đặng mẹ con hủ hỷ giải buồn. Thằng con trai đã 10 tuổi rồi mà không có ai lo kiếm trường học cho nó. Còn ruộng đất thì lúa đã khởi sự chín mà không ai sắp đặt thâu góp. Dày chợ trong ngoài chỉ có một mình tôi. Tôi nói thiệt, nếu tôi không có mấy đứa nhỏ thì tôi đã chết rồi. Chết cho quất mắt, chết cho hết cực lòng nhọc chí, lo ngày đêm nữa. Cô Thanh Thủy nghe những lời thảm thiết, thấy cái sắc ưu sầu của chị em bạn thì cô động lòng, nên cô cũng ứa nước mắt. Cô nằm gác tay qua trán mà thở ra, rồi vùng ngồi dậy nói rằng: đời này có chồng thì phải giữ gìn, tại chị hơ hỏng quá nên mới ra cớ đổi như vậy. Mà thôi, chị đừng có buồn rầu nữa. Người phải, không lẽ trời hại đâu. Chị phải gượng làm vui mà nuôi con. Tôi về ít bữa thì chị sẽ được tin tôi. Tưởng là ai lạ, chớ con Ba Huyền tôi biết nhiều. Sáng bữa sau, cô Thanh Thủy từ cô Kim Điệp mà về. Cô ôm mấy đứa con của cô Kim Điệp mà hôn từ đứa và nói rằng: con như vậy mà bỏ đành, cái anh này thiệt là tệ. Trước khi lên xe, cô lại nắm tay cô Kim Điệp mà nói rằng: xin chị hãy nghe lời tôi, chị đừng buồn nữa. Ở nhà cứ lo góp lúa và dạy con. Nếu chị buồn mà chị đau thì tôi giận chị lắm đa.